đây nha mọi người. Ồ, con này nha, cực kỳ dài luôn, một khoảng 2 cm luôn nha mọi người, 2 cm nha, 2 cm, dài à, quá dài nha. Nó chết rồi nhưng mà lưng nó vẫn còn vùng vẫy nha mọi người, vùng vẫy, cao hơn thằng này luôn nha. Ui. Đúng mắm nha. Ui. Bục nữa nha. Để nước nha, mình chạy quá nhiều. Ui. Ok anh em nha, giờ thì con ra thì con mình mua khoảng 2 cọng tiêu nè. Còn trên người bây giờ anh em mình đi ăn nha.